Xin kính chào quý khán giả thân mến đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của cháu Hùng. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì là các bác cũng biết đấy, cái máy thì những cái chân ốc là bị lỏng rồi, giờ là có người đi ra huyện để mua rồi. Và hôm nay thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì bắt đầu là chúng ta lại tiếp tục công việc là đổ tiếp nha các bác nha. Nó bởi vì là cái máy nghiền cái ốc lỏng nên là mọi người đang đi ra huyện để mua, bởi vì là cái máy nghiền vặn ốc không chặt ấy, nó toàn bị nhảy các thứ rồi nên là nó phải đi mua ốc về để vặn nó chắc. Hôm nay có bao nhiêu người quỳ bột đấy? Ít người thôi. Ít người à? Hôm nay ngày chợ chắc mọi người đi chợ hết rồi sao ấy? Ừ. Thôi cố gắng lên. Chiều nay em mua nước cho. Vâng. Ừ. Mọi người làm thì cháu cũng khuyến khích mọi người. Chiều thì mua nước cho mọi người uống. Hôm nay là ít hơn mọi hôm bởi vì là hôm nay là ngày chợ là lúng bù. Chắc là mọi người đi chợ thì cũng muộn. Ngày chưa về các bác. Này áo tủ này thiệt xì mông rồi. Phải cẩn thận rồi, thật lý rồi à. Thế phó đi á. Một tao tao. Ú, mông máu, bình tĩnh. Ngày hôm qua đoạn này thì mọi người cũng kẻ lên này. Đó. Mặt đường rất là đẹp luôn các bác. Ừ, đây còn vẽ luôn cả biểu tượng ngôi sao luôn đây này. Đấy, như các bác có thấy đấy. Anh em cũng vẽ luôn cả cái hình ngôi sao ở đây. Cái gì đây? Và Mỹ già sinh năm 2002 à? Thành ra đấy, thành ra hôm nay nghỉ à? Nói đâu rồi? Ừ. À, cuối cùng là hôm qua là cũng khắc phục được cái cục đá này rồi các bác. Đây khôi nằm bao chị trống hả? Lút nhỉ, nằm bao trống lút dưới nè. Chó chỉ đuôi rồi. Đấy, hôm qua cái kết của cái cục đá này các bác cũng thấy đấy, mọi người cũng đào ở bên dưới này xong hạ xuống. Bây giờ cục đá này nó là một cái điểm tựa của cái con đường ở đây đó. Đường thế là quá đẹp rồi các bác, nó thật sự ra đường này thì quá tuyệt vời luôn này. Ở bề ngoài thì nó rất nhìn nó rất là ít xi nhưng mà ít bột, nhưng mà ở giữa này lòng cái giữa này rất là sâu luôn. Còn này mình cũng kể này. Ở dưới kia hôm nay qua đi làm nữa à? Ở dưới kia hôm nay qua đi làm à? Không, mọi người đâu hết rồi? Ừ. Hả? Mọi người đâu hết rồi? Ừ. Đi chơi hết rồi? Phải đi chơi không? Đi không đi anh không biết à? Cần đi không biết à? Rồi em chán thế nhờ. Em này thì được bác ở bên nước ngoài có gửi tiền cho Hùng là mai mốt là mua cho 3 bộ quần áo sơ sinh cho vợ của em kia. Nhà bao giờ làm bên dưới đó thì mua xuống một thể luôn. Đoạn này nghe có vẻ ít đá thế nhỉ. Đoạn này thì hôm nay nó đi mua rồi chờ nước hả mày? Hả? Chị bắt rồi? Đứa bé này đi làm từ lúc đầu đến cuối luôn nhờ. Chưa có nghỉ ngày nào luôn á. Nghỉ một hôm, nghỉ một ngày thôi. Thế ơn nhỉ, vô khăn trời nhỉ, vô tâm tí rồi cho luôn. Hử? Thế lấy quần áo lấy thích lại quần áo dài hay như nào? Ơ nhau vậy em à. Ơ nhau cho nó mù lông mày. Ơ chứ chứ hậu tố mới à, đi đi à, ô tố mới cả thao tao mình đi mà. Căn tù. Căn tù á? Ờ. Mua chỉ phải đi đi rồi. Hả? Không phải đâu, là các bác gửi cho bé đấy kia thôi, không phải gửi cho bé. Thế các chị đang các cô các chị bảo là cháu Hùng lại không biết suy nghĩ rồi. Cháu Hùng cũng biết là cho ấy thì cho một bé kia thì cũng không đúng, nhưng mà bởi vì là các bác các cô cho ấy cũng không biết làm như nào luôn. Bố mẹ sinh nhật à? À.
đẹp quá. Rồi chắc còn kè nữa đâu nhỉ. Cố lên bé nhá. Cái cây rồi cứ đo vào nhá, cứ rộng 1m3 đi là được nhá. À, chỗ nào mà mỏng quá thì anh em cứ cho dày lên nhá. À, bởi vì là cái đất của mình ấy, ở giữa này là nó là sâu này, còn bên cạnh thì nó hơi cao nên là mọi người xem chỗ nào mà hợp cho cao cho nhiều dày thì dày một chút. Hôm nay đưa cháu đi học hay đưa em ấy? Đưa cháu rồi. Cháu à? Đi từ nhà ngái nha. Không sao đâu mà, tối lên mình lại đẩy vào. Tối lên mình lại đẩy vào từ đây đi. Hiểu không? Cho cái mình là gì vào, không ngoài này không có chỗ đâu. Đúng không? Xin mà, có lẽ xin được mà. Xin được thì kệ nó. Bột đá ở đây kệ nó thì không ăn đào đi đâu, mình đào đi nó lại mất. Bây giờ cái chỗ này thì lại kè đây đi, cho nó bằng mép này đi. Thế hôm qua chị nghỉ à? Hôm qua nghỉ làm gì? Bẻ ngô à? Bẻ xong chưa? Bẻ hết chưa? Ít nữa? Bao giờ mới bẻ chứ? Mai à? Thế mai này nghỉ à? Ở thế đi. Thế thì chiều nay ở đây uống nước không là mai hắn nghỉ nhá. Ông qua em thì lấy bao, em lấy chị nghỉ là thôi. Bởi vì chị hỏi em mà. Em cũng cho vào tủ lạnh hết rồi. Thế chiều nay mọi người lại đại tiệc nước ngọt. Bao giờ đến là chị cho xin được cơm đúng mén nữa không? Chị là rất là vui tính luôn. Đấy, cái đoạn này là hôm qua cũng sửa lại luôn à? À, hôm qua cũng đoạn này cũng sửa lại luôn này các bác này. Nhà em có mấy anh em? Dạ. Nhà em có bao nhiêu anh em? Bố đấy. Em là út à? Vâng. Dạ, chưa lấy vợ? Chưa. Sắp lấy vợ chưa? Biết. Đẹp trai, hầu như là đẹp trai nhất hội làm đường đấy đấy em ấy. Nhưng là cái mũ rồi. Mũ ở trên nhà quên rồi. Quên rồi đúng không? À. Tặng cho cái mũ đẹp nhất, xịn nhất mà quên không đội đi. Nhưng bao giờ lấy vợ nhớ mời nhá. Vâng. Anh đang ăn cưới cùng đấy. Vâng. Nhưng bao giờ lấy, có người yêu chưa? Có rồi. Thế sao không dắt về nhà đi? Nhưng mà làm sao? Nhưng không biết được. Rồi hôm nay anh em ta cố gắng là đến buổi chiều là chiều nay chúng ta đến trên kia nhờ. Vâng. Đến được không? Chắc là được đúng không? À. Chiều nay chúng ta cố gắng đổ thì đổ đến thiết thật trên kia luôn. Thế là kiểu này là mai là bắt đầu cho mọi người đi đâu một chút để bắt đầu là đập đá đấy. Vâng. Đập đá ở đâu trong kia đấy. Bây giờ mình là trong kia nghiền hết trong kia thì chuyển ra rồi mình lại nghiền ngoài này tiếp. Mỗi người một công, mỗi người một việc. Bá ra nè, đây bá ra nè, ra mấy chữ. Hồ nhanh lên là cái xe không quay được rồi. Ở đây thì cháu Hùng sẽ giả tiền cho anh em chở nước. Đấy, giả tiền xanh cho anh em chở nước. Không là anh em cũng không ai chịu chở đâu các bạn. Bởi nước nó rất là xa, ở tận tít ngoài kia cơ. Đấy, đội này là hôm nay là nghỉ đi bẻ ngô các bác. Đấy, đi bẻ ngô. Có mấy người, mấy ông bác là đã đi được mấy củi tấu ngô về rồi kìa.
Coi. Đợi anh tí. Giờ xấu hổ quá, cũng đừng có xấu hổ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Bao giờ xong ạ? Ông bao giờ xong rồi? 10 hả? 10 tuổi á? 12 tuổi á? Nhưng không đi học à? Sao lại không đi? Hả? Phải đi học chứ. Ở trên này thì sẽ có một người ở trên này để xúc bồ cho đây. Giờ đây cháu sẽ thử một gùi thử xem nào, nặng không? Giờ tí không? gần nặng đấy. Nữa đi. Một tí nữa xem nào. Đây chưa? Đây chưa, đây chưa? Xem, đây luôn nào. Về đi. Múa sao là múa? Đi. Múa đâu mày? Thì là thử gùi một lần xem là nó có vị gì, nhưng mà thấy là cảm giác là bắt đầu thấy mỏi vai đấy. Nhưng mà không sao. Chị thấy buồn cười lắm mà. Thấy buồn cười không? Chị sao đấy? Sao? Lúc nào ế nó cũng ế to. Nếu mọi người cứ hỏi là có mệt không, nhưng mà tôi thấy cũng quá là bình thường. Bởi vì là cái củi táo đằng sau này cũng khá là nhiều ấy. Cái chỗ này phải rơi vào khoảng 18 cân. Đó, theo chồng đó là vậy. Đấy, cảm giác là giờ thấy cũng hơi trùng cái vai rồi. Thôi nhưng mà cố thử một chuyến xem nó như nào các bạn. Bởi vì từ lúc làm con đường tới giờ là chưa bao giờ là được gùi như thế đâu. Hôm nay là lần đầu tiên trông thử gùi như thế nào. Còn khi anh máy các thứ gì cho ông cũng đã giúp mọi người rất là nhiều rồi. Có hôm một bên còn một đầu nữa thôi. Đó. Nhưng mà vấn đề là tí nữa xuống kia thì không biết là cách đổ kiểu gì nữa các bạn. Giờ chủ yếu là cái cách đổ cho ông ấy. Sao mà có học hỏi được người ta, mọi người một chút nào không? Nếu mà học hỏi được cái cách đổ thì lại tuyệt vời quá. Bây giờ nhường dưới kia đi đã. Dưới kia mọi người đang gùi ngô này, nên nhường mọi người đi trước. Nói chung là mỗi lần gùi ấy, là dùng cái phần trên mông này ẩn cái này lên thì nó hơi nhức nhức một chút thôi các bác. Ui mùi chưa? Ây dạ. Hả? Bình thường mà. Bình thường thôi, không làm đâu. Chú cũng thấy là ở cái đoạn này thì là hơi bị nhiều bột đấy. Nhưng mà tôi bây giờ làm cho mọi người nào. Một phát bột, nạo bột. Không biết làm rồi các bạn. Cứ lưng đúng không? Là như này à? Là như này à? À, thế là biết rồi. Tôi chắc là bây giờ đi giả quỷ tấu rồi. Chín lúa. À, thế là như vậy à? Không biết cách như mọi người rồi. Hả? Nhẹ mà. Anh đầy cái nhẹ chán. Mới tôi là đi đường thì hơi những cái đoạn này vừa mới làm thì đi hơi khó thôi. Ui cháu à? Lửa gió cho sáu à? Tại sao để trên kia thôi, đừng có thấy xuống đây, đây dốc lắm. Ô, để xếp gì trừ này, bây giờ mất cho sao ra. Ý giả mất cho sao ra. Sao tiết luôn. Rồi, ô tôi níu đây, ô tôi để trừ ra. Cái này cho ít thôi. Bút chặt chặt ra. Bé quá thì gùi ít thôi. Trời, thôi chú, có ít con đấy. Nặng không, đủ nặng chưa?
Ôi dùng hồ lưu chi, ôi dùng chi dạo bút là kỳ dùng đưa. Nghe có vẻ là đúng rồi, gạt lên trên này đi, mai mốt là đến bao giờ mà đến cái hùm bên kia thì bọn đội mấy anh em lại cho chuyển lán và láng lại chỗ này, bởi vì đây cũng ở đây cũng có một đoạn này. Đây các bác cũng thấy xe thì vứt trên này, nhưng mà đoạn này xuống là mấy anh em cũng quyết định là làm để chỗ này là nghiền bột đá với nấu cơm trước, bao giờ đi xa thì bắt đầu chuyển sang bên kia thì nó sẽ láng lại chỗ này đó. Cái chỗ này thì cho nói thật ra là nghiền 2 ngày nữa là xong chỗ này. Nghiền 2 ngày nữa chỗ này cũng gọi là hết 2 can dầu rồi. Bây giờ là đang đi chở dầu với lại đi mổ ốc về vặn con máy nổ. Úi giời ơi, cái quả tóc này, cái quả tóc này đáng yêu chưa? Không đi học à? Chưa người ta rồi? Ô, tụi mày rồi? Ờ, chỉ tóc tù. Chỉ cả tóc. Chỉ tóc cận đấy, chỉ cho xuống rồi. Thế là chưa được tuổi đi học. Hai anh em chuyên giao cho để nấu cơm. Nói chung là thức ăn thì hơi ít, nhưng mà được cái là gạo ngon. Gạo này thì các bác khỏi chê luôn này. Hết dầu rửa bát đúng không? Dầu có mà. Dầu rửa bát này. Chưa chỗ gì ấy? Có, tay mới mà. Tay mới à? Hôm kia mới mua nhỉ? Quên mất. Cứ đầu óc dạo này cứ bị làm sao ấy. Toàn là nhớ nhầm thôi các bác. Thôi còn là tốt. Thật từ bếp ôm một trò cho thông của tao với cha ni mua. Bây giờ đến cái đồi kia là mình chuyển lán nhờ. Anh thấy hợp lý không? Chuyển sang bên kia luôn. Một ngày một cần rồi, nếu mà đến dưới kia thì đợi anh đi lại đỡ vất vả rồi. Chỉ khổ đời dưới thôi. Đồi trên này thì sau này nếu mà có đi xa ấy thì cháu cũng nói thật ra là cũng đi xe máy phi tận dưới kia được rồi. Chỉ có đồi dưới kia lên là đi bộ. Sáng nay cháu cũng thấy một bà chị là cóng con từ lúc 6 giờ ở dưới kia lên mà 7 rưỡi với 8 giờ mới lên trên này để đi học. Trời ơi, quá là vất luôn. Cắn cái gì? Con thế nào, để xem tí nữa chú ra kia sớm thì chú sẽ đi lấy sứa này để về xem nào, nhiều thì phát cho các con nhá, lấy sứa bột. Hôm nay cháu cũng nhận được một suất quà của các chị từ qua TikTok á. Mà các chị cũng biết cháu Hùng làm từ thiện lâu rồi nên là các chị đấy cũng hàng năm hàng tháng là gửi quần áo các thứ cho cháu Hùng để cháu Hùng phát cho các bé. Bố chửi 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 chứ mà. Ủa giờ nếu mà mà nó đi. Ô một cụ tóc chửi thì tôi nếu mà thế rồi. Không, anh cho tiền xăng mà. Anh cho tiền xăng chờ mà. Làm được 2-3 tiếng nhưng mà cái máy trộn nó là bị bệnh rồi các bác. Chả biết là bệnh gì nữa đây. Ô hay là ra rồi, nhà ông mất tròn đi thả. Tìa. Ô, một con cháu chị nè. Tìa để trên này này cho bằng cái này. Để chung dưới kia nó dốc. Chịu khó một tí. Bây giờ mày cứ xuống kia sang tí, cua một cái rơi xuống này thì ai vô một chiếc sinh. Nhưng phải xem trên xem dưới một tí chứ. Để trên kia thôi tí, để trên kia thôi, cho ai lấy nước thì vác sau tí nhá. Cua nè hà cho sâu rồi. Đấy. Đi. Muối à? Đi thế nào? Tên cái gì? Do mình cũng biết xe thì đừng có động vào xe làm gì cả, kệ nó đi. Côn rồi đó. Tỷ côn rồi đó. Lìa kia đó. Nhảy côn đúng không? Thế sao bảo là không nổ được? Đúng rồi, rào đây vào đi. Không là mọi người đi dám vào đây là hỏng hết đây.
mặt bằng rất là đẹp luôn các bác. Rồi kiếm xin rồi, được không sao đâu. Đấy, nhiều dao thế, dao cắt ký vào. Có cái đoạn nào hơi bị nhiều ý là con đi ô tô gì ở đây hả? Con đi ô tô mà đi ai em đâu hả? Con đi ô tô mình chỉ cho cắt tua. Ờ rồi mà, cái này làm dày lên một chút này, nó này, đất mềm quá. Bây giờ xi măng ở bên này là nguồn khá là nhiều đấy các bác. Giờ 123 xi măng thì phải đi qua cái núi. Đấy, ta tính là qua cái núi. Đây, đây, đây. Mong hết ở đâu rồi? Mong hết đâu, mong hết xi măng đâu? Ý là cho biết chắc là nhá, đây xuống cái gì hả? Trộn xem một tí. Đi có đây chứ mà. Đây, đây trời này, đây trời này. Đó, đi đâu, đó, đi đâu. Cho một đường ra đi mà. Nhiều quá, đâu nhảy nghe rồi. Ít chảo, ít bớt, ít bớt tò mà. Ôi còn lưu cú nhiều to rồi. Tí ra bao ghế đi. Bao ghế một bộ đi. Rồi chắc. Đây, 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 đây. Có thêm nước mà. Có đi rồi, đi có đi rồi. Đó, cho ý là ý cho rồi đấy. Bông chứ à. Cho một ý cho mà tao rồi. Ờ, tao là, tao là, tao là. Rồi, rồi đấy, đổi rồi. Được rồi. Tao là, tao là, tao là, đổi. Gà mê hơn. Đâu đấy là anh trai ở bên này là vừa đi làm vừa cắt cỏ vò luôn. Đấy, mấy anh em là vác xi măng các bác. À, bao giờ mà lấy xi măng ra đây đủ thì sẽ được ngồi nghỉ một lúc đi cắt cỏ vò luôn đây. Chăm chỉ cực kỳ luôn.
vừa làm đường vừa lấy cỏ bò luôn. Vợ thì đi đi lấy đi thu thì giúp người ta thu ngô rồi. Chồng ở nhà là phải đi cắt cỏ bò với lại làm đường luôn. Đó. Buổi sáng hôm nay thì hơi ít người một chút nhưng mà không sao cả. Chúng ta vẫn duy trì đều cái việc mà mọi người đi làm là được. Bởi vì là buổi sáng hôm nay thì là chợ, là ngày chợ ấy, mọi người cũng đi chợ đấy các bạn. Ở trên này thì à? Thôi đi. Bể nước á? Vâng. À cái đấy thì để em xem nào. Nếu mà được thì em sẽ bảo nhé. Vâng. À, thì để mà nếu mà các bác, các mạnh thường quân mà thấy em đã xin như thế, nếu mà có bác nào cho thì em sẽ bảo với mọi người sau nhé. Vâng. À. Thế làm to, làm bể to. Bể to. Tầm bao nhiêu khối? Chưa biết nữa. Chưa biết nữa. Vâng. Nhưng mà muốn xin một cái bể á. Vâng. À thế một đi. Cái bể. À xin một cái bể. Nhà của chị rất là nghèo. À nhà chị rất là nghèo. À xin một cái bình nước à? Ừ. À xin một bình nước thôi chứ gì? Vâng. À một cái bình để mình đựng nước, tét nước đấy hả? Không phải, bể nước. Bể nước à? Ừ rồi, để em, thế để em xem nào, em xin được không nhá? Vâng. Nếu em xin được thì em mới bảo chị nhá. Vâng. Ừ, thôi cố gắng làm đi. Vâng. Ừ, ok, thế thì cũng được. Để em xem nào, nếu mà xin được thì em sẽ bảo với mấy hộ ở dưới kia cùng chung nhau làm cái bể nước. Đấy. Trời ơi. Chị ấy cũng mong muốn là có một cái bể nước để cho bà con ở dưới dùng. Ở dưới là có nguồn nước ấy, nhưng mà là không có bể các bác. Thôi xem duyên của chị đấy đến đâu thôi các bác. Nếu mà bác nào mà xem được và muốn ủng hộ thì cứ liên hệ cho cháu Hùng nha. Cháu Hùng sẽ báo lại với các chị, mới báo lại đầu dưới. Mong sao là những cái lời mà chị vừa xin thì mong thành hiện thực các bác. Cái cổ này xi măng hết này. Cái nhà chua chê nhá. Ừ. Chua thêm bư to. Là sao? Hồng rồi. Không phải hồng đâu, mà không có nhớt đấy. Không đâu. Không có nhớt, bây giờ lấy nhớt về. Bây giờ là cho nhớt vào. Đâu rồi? Không có này. À. Cái chỗ này bị mòn hết rồi. Nhưng cái này có thay được không nhỉ? Cái răng này bị được, bây giờ cho nhớt vào. Không phải đâu. Bây giờ thái ra vệ sinh này. Thái ra vệ sinh đi. Ừ, bây giờ lấy cái tivi để tháo thì về vệ sinh được. Tắt tivi vào đây nên tắt tivi. Cho tụi mình có tivi, chỗ ta tụi tôi này. Của ơi. Có tivi đúng không? Có tivi không? Rồi. Nhà anh, nhà cô có mà. Hồng mượn à? Là sao? Chú có mượn à? Rồi, có ở nhà là không có tivi này. Bê có tivi được tháo này ra, xong là vệ sinh cho lấy là được. Vệ sinh xong rồi, cho nhìn vào. Có nhiều cát quá, bụi quá, với lại mình không cho nhớt vào nó bò mòn hết rồi. Đây phải có tư vít. Mới cái nhân tàu vậy á. Nhưng mà tư vít tàu không nên lòng mạnh tàu, nhưng thế đi cho à. Đi cho à. Không à. Mà. Với tư vít tàu, ốc sát đi à, em đồn á. Mà. Mà hôm nay tàu có thế không chứ. Bây giờ cái mượn tư vít tháo ra đi. Xong xem là chuẩn được bằng tay chuẩn đi. Đi mượn về, bây giờ cháu cũng thử ra hỏi ngoài huyện xem nó có cái bánh răng ở chỗ này không. Cái bánh răng này thì hơi mòn rồi đấy. Mòn quá rồi các bác. Quá là mòn luôn này. Cái lòng dày.
Dạ. Chơi một tiếng với chị mua. Chơi một tiếng với chị mua. Chị mua á? Tưởng là chúng tôi biết cái có. Thì mượn luôn. Thôi mẹ em cứ tự tắc làm đi, em đi xem là có cái bánh răng kia, em đi mua bánh răng đã. Nếu mà như nào trộn bằng tay cũng được mà. Bây giờ trộn bằng tay thôi. Gáy sao được, trộn bằng tay đi. Không, nhưng mà bây giờ ý anh bảo là trộn bằng tay ở đất đấy. Để anh đi ra ngoài kia anh xem nào có cái bánh răng thì mua cái bánh răng về. Chỉ một cái tâm mà học thì không đi học. Những cái đoạn có những đoạn này khá là rộng đấy các bạn. Khía chua, chạy nhanh lên. Hai đứa chạy tía, chạy thật à? Chơi thế mà khía tía. Bây giờ là cái bánh răng nó không ăn máy thì đi hỏi xem nào. Có thể cháu mua cái mới về. Giờ thì cháu đi ra, cháu ra huyện thì chắc phải trưa mới đến đây được. Huyện cũng ở khá là xa các bác. Giờ thì chắc là cháu cũng nên trên đó bảo mọi người cứ tự ăn cơm. Hôm nay cháu không ăn cơm của mọi người nữa. Chiều nay thì cháu sẽ mua nước cho mọi người. 120 bao thì hôm qua làm được khá là nhiều các bác. Mà mà mua máy rồi. Đi từ từ thôi. Thôi chạy nhanh thế. Sợ cháu không đuổi sao ấy. Nè bỏ cho TV thì bỏ ra. Còn thấy TV là đi tháo cái đầu bánh răng kia ra để vệ sinh ấy, không nó không ăn đâu. Không, cái tay quay kia nó không ăn được. Bây giờ chủ yếu là tìm cái TV đi sửa cái bánh răng ngoài kia, bánh răng ngoài kia nó không ăn được. Nó mòn quá, à gọi nó mòn mà nó mi trong nó nhiều bụi quá. Mình không vệ sinh thì mình xoay kia nó không ăn luôn. Chúng tôi thì gì bỏ, bỏ tôi thì gì bỏ. Đấy ốc đây. Đúng rồi, ốc này ốc phải như này. Là ốc này mới đỉnh này. Nhưng mà cái bánh răng của cái máy trôi kia có thay được không nhỉ? Cái bánh răng của cái máy trôi kia có thay được không? Cái bánh răng ấy, cái bánh răng ở giữa mà cái mình xoay xoay kìa. Hả? Chưa thay bao giờ đúng không? Thế chắc do cái dây bẩn quá. Bây giờ là mình tìm TV đi tháo ra để vệ sinh lại thôi. Bây giờ nó bẩn, nó bụi nhiều quá nên là nó không ăn cái bánh răng khoan được, không ăn vào nhau được. Thế làm nó cứ bị trượt trượt đấy. Đó, thế là chiều được nghiền rồi. Mai chắc là anh người Tây đông thì mình sẽ chia người mấy người đi đập đá ngoài kia thôi. Hôm nay ít người quá. Hôm nay là ngày chợ, mọi người đi chợ một nửa nữa. Thế hỏi mấy ông cái ông lán xem nào. Này, bé này là bé hôm nay là chị đi thay em rồi.
tôi mua một cái tay rồi, nên ở tôi rồi là, ở chỉ cần tay á, ở nhà chỉ bút cài rồi, à ở nhà bắt ở nhà cho em, không cho con đi học, chỉ nên đứa này có đi học không? À không, người lớn là không cho đi học nữa, à cho con bé học thôi. Bây giờ thì cơm cũng sắp chín rồi. Cơm nấu như đồ sôi luôn. Giờ thì chắc là chồng cũng xin phép kết thúc video. Chồng sẽ hẹn tất cả các bác và quý khán giả vào video buổi chiều ngày hôm nay nha các bác nha.